Vật liệu cần chuẩn bị như sau: 200g sườn non, 200g xá bấu, hành lá, ngò, gia vị đi kèm gồm nước mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt. Chúng ta sẽ cho sườn vào trong nồi nước lạnh và nấu như nấu các loại canh bình thường. Sau khi có xá bấu, các bạn sẽ cắt thành từng miếng mỏng và chúng ta cắt xéo. Các bạn sẽ cho nước lạnh vào trong phần củ cải muối và chúng ta sẽ bóp. Cứ như thế này, chúng ta sẽ phải rửa và thay nước rất nhiều lần. Tức là sau cứ mỗi lần mà rửa như thế này, chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta lại cho nước lạnh vào rửa tiếp tục. Sau khi các bạn xả khoảng 5 nước thì củ cải này sẽ có cái vị mặn không đáng kể. Đây là phần củ cải tôi đã bóp với lại nước và đã xả lại thật là sạch. Sau khi các bạn xả lại sạch lần cuối cùng, chúng ta sẽ dùng một cái khăn thật là sạch và các bạn sẽ vắt thật ráo. Sau khi chúng ta hớt bọt, bây giờ các bạn nên nêm gia vị. Gia vị ở đây sẽ là nước mắm, muối và đường. Tôi chưa nêm phần bột ngọt và tiêu, chỉ là phần để rắc mặn sau khi chúng ta múc canh thôi. Chúng ta sẽ nấu cho phần sườn này sôi trở lại. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, các bạn sẽ cho phần củ cải mặn vào và chúng ta sẽ hầm thêm khoảng 10 phút nữa là món canh này được. Nếu các bạn muốn sườn thật mềm thì các bạn sẽ hầm sườn khoảng 15 phút, sau đấy chúng ta mới cho cải mặn và nấu thêm khoảng từ 5 đến 10 phút nữa tùy theo ý các bạn muốn cái phần củ cải mềm hay giòn. Phần canh trong nồi đã sôi, các bạn nếm trở lại. Nếu các bạn thấy mặn thì chúng ta phải chữa. Và chúng ta chữa bằng cách nào? Các bạn sẽ chữa bằng cách là, ở đây tôi cũng có một cái mẹo vặt để hướng dẫn các bạn chữa canh mặn đây. Thứ nhất là nếu các bạn nấu món gì mặn, nhất là các món canh hay là hầm, thì các bạn sẽ lấy ngay một củ khoai tây. Các bạn gọt vỏ thật sạch và chúng ta thả ngay vào trong cái nồi canh này thì chất mặn sẽ thấm vào trong củ khoai tây. Sau khi các bạn thấy khoai tây nó đã mềm thì chúng ta sẽ vớt củ khoai tây vứt đi. Làm như vậy thì chúng ta không phải bớt nước đi thêm nước mới mà món canh chúng ta vẫn ngon. Cách thứ hai là các bạn sẽ gói, các bạn sẽ lấy một cái miếng vải thật là sạch, rồi các bạn sẽ cho vào đấy một nhúng gạo vo thật sạch. Các bạn gói vào trong cái khăn đấy và thả vào trong cái nồi này thì gạo sẽ nở ra và gạo sẽ hút cái phần mặn ở trong canh vào trong cái hạt gạo đấy, canh nó cũng sẽ đỡ mặn. Thì các bạn có thể chọn cả hai, nhưng theo thiện ý của tôi thì cách thứ nhất tốt hơn, bởi vì cách thứ hai thì trong quá trình nấu có thể gạo sẽ ra một cái chất nhựa rất, tuy rằng rất ít nhưng mà nó sẽ làm đục nước canh, đồng thời khi các bạn múc lên thì nước canh hơi sánh. Đây là một món canh ngon và có tác dụng giải nhiệt bổ phổi nên người miền Nam thường sử dụng trong mùa hè. Chúng ta có thể thực hiện và ăn kèm với nó sẽ là một chút xíu thịt kho mặn hoặc là kho tàu. Chúng ta ăn kèm với dưa cải muối chua cũng rất ngon. Và trong trường hợp nếu các bạn ăn kèm thịt kho và cải muối chua thì trong cải muối chua đó các bạn nên cho vào đấy một ít gừng cắt sợi thì sẽ có tác dụng tiêu thực rất hay.